Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài học có tựa đề Yêu lắm trường ơi. Các em hãy mở quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 1 ra, trang số 69. Cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài. Bài 3, Yêu lắm trường ơi. Đầu tiên, các em sẽ viết lời yêu thương của em gửi đến thầy cô và những người làm việc ở trường. Ở trường của các em gồm có những ai? Đó là thầy cô nè, rồi ngoài ra còn có chú bảo vệ, cô lao công đều làm việc ở trường. Cô sẽ hướng dẫn cho các em viết lời cảm ơn đối với thầy cô. Trước tiên thì các em sẽ nói cái lời cảm ơn với thầy cô bao lâu nay đã vất vả dạy cho chúng em, dạy học cho chúng em đó. Rồi các em sẽ luôn luôn hy vọng hay là mong thầy cô luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Đối với cô lao công thì các em cảm ơn cô lao công vì cô luôn luôn quét dọn trường lớp lúc nào cũng sạch đẹp. Còn đối với chú bảo vệ thì các em cũng cảm ơn chú bảo vệ bao lâu nay đã canh gác trường học, lớp học của chúng em. Đó là cái cách mà chúng ta viết những cái lời yêu thương của các em gửi đến thầy cô hoặc là những người đều làm việc trong trường. Các em xem lại câu 1 trước khi cô chuyển sang câu số 2. Câu số 2, các em sẽ gạch dưới những cái từ ngữ chỉ đặc điểm trong cái đoạn văn dưới đây. Muốn gạch dưới những cái từ ngữ chỉ đặc điểm thì chúng ta sẽ làm gì? Cô và các em sẽ cùng nhau đọc cái đoạn văn. Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây. Ngô Quân Miện. Sau khi đọc xong đoạn văn rồi, bây giờ các em hãy dùng cây thước gạch dưới những cái từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn. Các em lưu ý những cái từ ngữ chỉ đặc điểm. Như vậy, ta đọc đoạn văn rồi, các em phát hiện ra những cái từ nào chỉ đặc điểm hay không? Thứ nhất, cô thấy nè, có trường mới. Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ. Như vậy, trường mới, có trường mới nè. Mới. Rồi, xây trên nền ngôi trường cũ. Đó, cũ, mới, cũ. Rồi, nhìn từ xa những mảng tường vàng. Đó, cái tường bị vàng. Rồi, ngói đỏ, đỏ, vàng, đỏ. Rồi, đó, các em thấy nè, đây là những cái từ ngữ chỉ đặc điểm của cái đoạn văn, như là mới, cũ, vàng, đỏ. Câu số 3, các em sẽ viết thêm từ 2 cho đến 3 cái từ ngữ chỉ đặc điểm của ngôi trường em đang học. Bây giờ chúng ta đang học ở ngôi trường của các em như thế nào? Trường của các em có to không? Có thoáng mát không? Có cao ráo hay không? Có đẹp hay không nè? Rồi có sạch sẽ hay không? Rồi trường của các em màu gì? Rồi có sạch sẽ hay không? Chúng ta sẽ viết vào đây. Thứ nhất, cô thấy trường của chúng ta nè, thoáng mát. Trường rất là thoáng mát. Thì cô ghi vào thoáng mát. Rồi, trường rất là to. Rồi, trường còn như thế nào nữa? Trường rất là đẹp. Đây là những cái đặc điểm của ngôi trường. Rồi sạch sẽ nữa. Ngoài ra thì ngôi trường của chúng ta được sơn màu gì? Ví dụ như là cái nền tường thì sơn màu vàng chẳng hạn. Rồi, các em lưu ý ở câu số 3. Câu số 3 các em không nhất thiết phải viết giống cô, trường của các em có đặc điểm gì chúng ta sẽ ghi vào. Ta chuyển sang câu số 4. Câu số 4 các em sẽ viết từ 1 đến 2 câu.
từ 1 đến 2 câu có cái từ ngữ ở bài tập 2 hoặc là cái bài tập 3. À, ví dụ như chúng ta sẽ tìm những cái từ như thế này. Bây giờ các em viết câu có những cái từ ngữ trên. Rồi, cô có từ đẹp nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi vào đây. Ngôi trường. Ngôi trường. Em học. Em đang học. Là ngôi trường. Là ngôi trường. Mới xây. Là ngôi trường mới xây. Rất đẹp. Là ngôi trường mới xây rất đẹp. Như vậy, cái từ cô viết à, có là có cái từ từ đẹp. Cô đem xuống đây cô viết. Rồi các em cũng có thể viết thêm. Rồi, bạn. Bạn Mai có chiếc nón màu vàng rất đẹp. Có cái nón hay là chiếc nón. Cái nón màu vàng rất đẹp. Thì cái từ cô viết ở trên đó là từ màu vàng. Cô mang xuống đây cô viết trở lại, à, viết trở thành câu. Bạn Mai có cái nón màu vàng rất là đẹp. Bài học của cô ngày hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh và cái chuông bên góc tay phải để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học tiếp theo nha.